Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh channel YouTube Cây Thuốc Quanh Ta. Thì hôm nay mình sẽ quay và chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc mà rất là phổ biến trong thời điểm hiện tại. Thì hôm nay trong cái chuyến đi trên vườn á, thì mình phát hiện ra rất là nhiều cây thuốc. Và đây là cái vườn sầu riêng này cả nhà. Thì trên cái vườn này á, tuy nó là những cây cỏ như vậy, chúng ta thường thấy nó những cây cỏ rất là bình thường, nhưng mà nó có rất là nhiều tác dụng. Thì đây mình sẽ quay cho cả nhà xem một vài cái cây thuốc rất là hay. Ví dụ như đây chính là cây cỏ sữa lá lớn. Cây cỏ sữa lá lớn này có rất là nhiều tác dụng nè, trị mụn nè, rồi trị mụn cốc nè, rồi làm trắng sáng cái làn da của chúng ta, rất là nhiều tác dụng luôn, và mình cũng đã chia sẻ riêng ở một video rồi. Hôm nay thì mình lại chia sẻ một cây thuốc khác chứ không phải là cây thuốc đó, bởi vì cái bài thuốc đó thì mình đã dành riêng video để mà chia sẻ rồi. Thì cái cây thuốc mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là cây chó đẻ răng cưa, và cái cây này trên màn hình mình quay rất là nhiều đây mọi người, để mình lấy ra cho mọi người xem cho thật là rõ. Thì cây chó đẻ răng cưa này ở quê thì mình nghĩ là rất là nhiều và nó rất là phổ biến luôn, cho nên là chúng ta cũng không cần phải khó khăn trong cái việc tìm kiếm. Và nếu như những ai không có thì mình có thể lên trên mạng mình tìm mua ở những cơ sở uy tín chất lượng, thì cây này mình thấy rất là nhiều người bán luôn, cho nên là cả nhà cứ yên tâm nhé. Rồi, cái bài thuốc mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là bài thuốc trị viêm gan B do virus, đang là một trong những cái căn bệnh truyền nhiễm rất là phổ biến ở cái thời điểm hiện tại. Thì như chúng ta đã biết, có tới 6 loại virus gây ra cái tình trạng viêm gan như là A, B, C, D, E và G. Trong đó những cái loại như là viêm gan B và viêm gan C được coi là một cái loại lây truyền rất là nhiều. Trong y học cổ truyền á, thì những cái phương pháp sử dụng cây chó đẻ răng cưa này để trị viêm gan B rất là hiệu quả luôn. Thật ra cái vai trò của gan á, trong cái hoạt động cơ thể của chúng ta là rất là nhiều. Gan giữ rất là nhiều các chức năng quan trọng trong cơ thể. Nó giúp cho chúng ta thải độc, rồi giúp cho chúng ta lưu truyền, tồn trữ một cái số chất dinh dưỡng rất là cần thiết cho cơ thể. Cho nên nếu như cái lá gan của chúng ta bị ảnh hưởng á, thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Lá gan có thể mắc những cái tình trạng rất là nhiều như là bệnh ung thư gan nè, rồi gan nhiễm mỡ, rồi viêm gan B, viêm gan C và vân vân. Thì những cái căn bệnh này nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta nếu như để lâu ngày. Vậy nên ngày hôm nay mình quyết định là chia sẻ một cái bài thuốc cực hay từ cây chó đẻ răng cưa này. Và cái bài thuốc này á thì chúng ta cũng cần phải kiên trì sử dụng. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái chó đẻ răng cưa là cái cây thuốc như thế nào. Thì cây chó đẻ răng cưa này có nơi còn gọi là Diệp Hạ Châu, rồi còn cái tên gọi khác như là Trân Châu Thảo, rồi Diệp Hạ Châu Đắng, vân vân, tùy vùng mà chúng ta có những cái tên gọi khác nhau. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái cách sử dụng chữa viêm gan B từ cây chó đẻ này. Thì bài thuốc đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cây chó đẻ và đường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng khoảng 20g cây chó đẻ này. Rồi sau đó mình đem đi sau khô, rồi sắc 3 lần nước uống. Sau đó trộn 3 lần này lại với nhau. Và tiếp đến thì mình cho đường vào và đun sôi đến khi nào nó tan hết và nếm. Khi nếm xong thì mình uống. Cái này thì chúng ta có thể chia làm 4 phần để sử dụng trong ngày, uống 4 lần mỗi ngày khi vào buổi sáng, trưa, chiều và tối. Khi mà người bệnh viêm gan B sử dụng bằng thuốc nam với cái công thức này thì chúng ta sẽ sử dụng một thời gian dài đến khi nào mà xét nghiệm với kết quả là âm tính thì dừng lại. Cái bài thuốc này á, thì chúng ta sẽ nấu 3 lần, xong 3 lần thì chúng ta trộn lại hết tất cả các cái vị thuốc 3 lần trên, rồi chúng ta chia làm 4 lần chúng ta mới sử dụng. Cái bài thuốc này khác với các cái bài thuốc khác là chúng ta nấu rồi chúng ta gót cái chén rồi chúng ta uống rồi sẽ nấu thuốc khác, thì không phải. Bài thuốc này chúng ta nấu hết rồi mình trộn chung lại và mình chia ra mình uống. Thì cái bài thuốc này có thể sử dụng để mà điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan cổ trướng cũng rất là hiệu quả. Bài thuốc tiếp theo thì chúng ta sẽ kết hợp cây chó đẻ cùng với loại thảo dược khác. Nguyên liệu gồm chó đẻ 30g, nhân trần, xài hồ, hạ thảo khô mỗi loại 12g, chi từ 8g. Cái cách dùng thì vô cùng đơn giản, chúng ta cho tất cả các vị thuốc trên vào nồi rồi sắc uống hàng ngày, mỗi ngày uống một lần. Các nguyên liệu này rất là dễ tìm và rất là dễ sử dụng. Chúng ta có thể áp dụng cái bài thuốc này lâu dài đến khi xét nghiệm âm tính thì chúng ta dừng lại. Đấy là những cái bài thuốc mà chúng ta có thể tham khảo từ cái cây chó đẻ này. Thì cách trị viêm gan B từ thuốc nam được mọi người ưu tiên sử dụng rất là nhiều và không gây ra những cái tác dụng phụ, do đó rất là nhiều người ưu tiên sử dụng. Thì cái bài thuốc của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Hy vọng là nó có thể giúp ích cho tất cả các cô chú anh chị mình trong cái quá trình điều trị viêm gan B. Đừng quên like, đăng ký để có thể xem thêm nhiều bài thuốc hay hơn từ kênh mình nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé.